Vở kịch thử nghiệm Mình Nói Chuyện Mình sẽ ra mắt vào tháng 8 năm 2023. Đặc biệt, vở chỉ có 5 diễn viên, nhưng trong đó có đến 3 đạo diễn. Đó là đạo diễn Đoàn Khoa, người từng dàn dựng chương trình Duyên Dáng Việt Nam, kịch Tiếng Hát Thiên Nga, Những Con Thú Thủy Tinh, Người Mua Hạnh Phúc, vở cải lương Thương Hoài Ngàn Năm. Đó là Hồng Ánh, chị xuất thân là diễn viên, nhưng từng đạo diễn phim Giờ Của Quỷ, Đảo Của Dân Ngụ Cư. Và Quang Thảo, đạo diễn vở kịch Giấc Mộng Vàng Son, và sau đó là tổng đạo diễn chương trình cải lương Trăm Năm Nguồn Cội. Kịch thể nghiệm Mình Nói Chuyện Mình là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đoàn Khoa sau thời gian vắng bóng đã lâu trên các sân khấu kịch cũng như các sân khấu trình diễn khác. Lần tái xuất này, Đoàn Khoa giữ ba vai trò là tác giả kịch bản, đạo diễn và diễn viên. Hồng Ánh ngoài diễn xuất, chỉ còn là giám đốc sản xuất của dự án. Ngoài ba cái tên trên, Mình Kể Chuyện Mình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Kim Xuân và Huỳnh Ly. Trong đó xuất hiện trong phim điện ảnh và truyền hình thường xuyên, nhưng đã rất lâu nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân mới trở về với đam mê sân khấu. Sự kết hợp giữa đạo diễn, diễn viên Đoàn Khoa và cặp diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh, Quang Thảo hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Theo dự kiến, Mình Nói Chuyện Mình được phúc khảo và công diễn với số lượng xuất diễn giới hạn vào tháng 8 năm 2023.